Bảo Khánh xin chào quý khách hàng. Hôm nay Bảo Khánh xin chia sẻ tới quý khách hàng một thần dược cho các chị em phụ nữ, đó chính là viên nghệ sữa ong chúa. Viên nghệ sữa ong chúa của nhà em thì là 100% tinh bột nghệ nguyên chất kết hợp với mật ong rừng và sữa ong chúa. Về công dụng thì nó hỗ trợ bao tử, viêm loét dạ dày, đau bụng kén ăn và ăn không tiêu. Nó còn hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư rất là hiệu quả. Phụ nữ sau mà khi sinh thì khi mà uống viên nghệ sẽ giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe, nhan sắc, da dẻ hồng hào và mịn màng. Ngoài ra nó còn giúp trị mụn, trị nám, làm đẹp da, tẩy tế bào chết cho da, tái tạo làn da mới trắng hồng tự nhiên và ngăn ngừa mụn, trị thâm sẹo vô cùng là hiệu quả. Bên cạnh đó thì viên nghệ sữa ong chúa cũng hỗ trợ các chức năng gan, thải độc gan, phòng ngừa xơ gan và viêm gan các loại, giúp giảm cân, lưu thông và cả lọc máu. Về cách dùng thì một ngày đối với người lớn là sử dụng từ 8 đến 10 viên, 4 đến 6 viên đối với trẻ em, một ngày sử dụng 2 hoặc là 3 lần sau khi ăn khoảng 30 phút. Nếu như quý khách quan tâm tới sản phẩm nhà Bảo Khánh, vui lòng liên hệ theo số hotline 0911 324 888 để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất.